Muốn trang phục đẹp thì phải làm gì? Chúng ta phải có quân huy các bạn ơi. Vậy nên hãy tham gia ngay tngshop.vn, tham gia ngay vòng quay nhân phẩm tại mùa hè này. Các bạn nhận hàng tá quân huy nhé. Ngoài ra có thêm cả vòng quay bingo của Free Fire. Các bạn đừng bỏ qua. Đương nhiên rồi, nếu gặp bất kỳ sự cố gì ở trên shop ấy, sẽ được bồi hoàn lại 100%, anh em cứ yên tâm nhé. Xin chào anh em. Nhiều bạn cứ hỏi là: Ad ơi, em có búp sao đâu? Em có mod skin đâu? Tại sao lại bị khóa nick? Các kiểu. Thì các bạn có thể gặp tình trạng bị khóa nick này là một cách hoàn toàn gián tiếp. Và gà giáo thì nghĩ rằng bạn tiếp tay cho những hành động này. Đó thể là bạn tiếp tay cho vấn đề búp sao gián tiếp. Bạn tiếp tay cho vấn đề là chính là hạ rank không tốt. Các kiểu. Và như ở trong trận đấu này đi, vào một cái trận đấu nghiêm túc để mà quay data cho video clip top 5 vị tướng yếu ở giải nhưng mạnh ở rank mà sang đây các up cho anh em đấy ạ. Thì có một cái trận đấu đấy ạ, ở tối hôm qua thì SK đi team 5 đấy ạ, thì có gặp tình trạng đó chính là gặp ngay một cái team hạ sao. Mà việc hạ sao này anh em nào đi rank đấy ạ, đặc biệt là rank team 5 đấy ạ, cao thủ từ 5x sao trở lên đi, gặp như là chuyện hàng ngày thôi. Không lạ nha anh em, S gọi đây là cách hạ sao văn minh, nhưng mà S không hề khuyến khích anh em làm như vậy. Họ hạ sao để làm gì? Họ hạ sao là để cày chiến lược. Đương nhiên là không phải là búp chiến lược bẩn ở đây, nhưng mà họ cày theo kiểu là hạ sao xuống để mà cày thôi. Việc này thì S cũng chẳng hoan nghênh gì mấy, nhưng mà họ không ảnh hưởng đến ai. Nhưng mà tại sao lại nói là bạn có thể bị khóa nick gián tiếp? S làm YouTuber đấy ạ, nói chung là S cũng chả sợ bị cái kiểu gọi là bị vu khống oan, búp bẩn hay là các kiểu để sợ bị khóa nick. Thành ra S quay luôn clip cho anh em. Để bạn nào mà gặp cái tình trạng mà gọi là gặp hạ sao đấy ạ, đừng có hí hửng quá nhá. Đừng có hí hửng quá, không cẩn thận các bạn lại lại bị khóa nick vài ba ngày là ít, là nhẹ nhá. Bị đến năm 2021 sẽ toang đấy. Đó là lý do vì sao? Đó là lý do các bạn không hạ hoặc là không chết bất kỳ mạng nào khi gặp mấy thanh niên hạ sao. Và nếu bị ăn tố cáo đấy ạ, các bạn có thể bị liệt vào ngay danh sách gọi là búp bẩn. Hay là một cái trường hợp khác gà giáng gọi là ta đều thích mày, ta thích khóa đấy. Ông thằng em Kunai của mình vừa khịa bọn nó câu là ai chết sủa gâu gâu nhá. Tại sao lại khịa như vậy? Tại vì bọn nó chắc chắn là phải muốn chết và muốn được chết. Tại vì không được chết hay gì đấy ạ, không chết cho cả lũ bị ban à. Đấy, anh em chưa? Đó là lý do vì sao một số bạn bị khóa nick mà không phải là mod skin, không phải là búp bẩn, mà các bạn hào hứng quá cơ. Đấy, kiểu như là gặp team kẻ địch là hạ sao luôn. Ui dồi ôi, nó hạ sao thì anh em ơi, tranh thủ làm cái sao free nào. Đấy, thì gặp ngay tình trạng này. Không lạ mà anh em, không lạ luôn. Nên các bạn cần phải cẩn thận cho S là khi mà gặp mấy cái tình trạng này đấy ạ, S thì không sợ đâu. Tại vì S chả ngại. Nhưng mà một vài anh em đấy thì hãy cẩn thận. Khi mà gặp kẻ địch tạo team 5 ở thế giới đấy, thì khi nhớ khi vào đấy, tốt nhất chả vào đấy anh em. Vào nguy cơ toang lắm, đặc biệt là vào mà gặp 4-5-3 thanh niên hoặc là 4 thanh niên đang chờ bạn đấy, thì nguy cơ bị thụt hơi bị cao. Vậy nên cảnh báo cho anh em là khi mà các bạn tham gia mấy cái vụ gián tiếp, gọi là gián tiếp nha anh em, tức là mình không chủ tâm, nhưng mà gián tiếp gặp mấy thanh niên hạ sao đấy ạ, thì thế nào bọn nó cũng giải quyết endgame nhanh thôi. Nếu mà không đâm một đường giống như S bây giờ để đỡ tốn thời gian đấy ạ, thì các bạn cũng tốn từ 4 đến 5 phút là thế nào cũng nổ nhà thôi. Nên tốt nhất là chúng ta cứ đẩy nha anh em. Nhưng mà các bạn lưu ý cho S là hãy cẩn thận, kẻo một ngày đó bị khóa nick oan không biết tại sao ấy. Đây, mấy thanh niên này không thách đấu búp lên này rồi các tỷ lệ thắng luôn đây. Khi mà người ta hạ sao đấy, người ta sẽ lựa chọn con tướng mà họ không muốn búp lên. Và khi người ta tăng lên đấy, thì họ có sự thay đổi khác nhá. Thì sau khi xong cái trận đấu đấy thì chán quá anh em. Hôm qua gặp tận mấy lần hạ sao linh tai linh tinh, chán, không muốn chơi. Thôi thì đi rank đơn, rank đơn quay clip cho anh em thấy nhanh. Thì anh em làm có xem clip top 5 sáng nay của S đấy ạ, thì sẽ có cái trận đấu này. Thì trận đấu đánh Sata đó anh em. Con Sata này đầu game nó bắn tay lực lắm anh em ạ, nên các bạn đừng bỏ qua đấy. Lại có ma chú rồi kìa. Ôi trời ơi, kẻ địch chịu ma chú đấy ạ, mà lại còn đứng cạnh đồng đội khác thì ôi trời ơi, cả nhà cùng sướng luôn anh em ạ.
Chơi ra ta, Nhét từng nói ở sáng nay đấy ạ. Thì Ad nói câu chính là ra ta là một vị tướng. Học lý thuyết nó lại khác, đấu luyện tập combo nó lại khác. Tại vì kẻ địch đứng yên cho anh em combo mà. Và vào trận đấu rank nó lại khác. À, trụ trước này. Tức là đây là vị tướng cần đòi hỏi anh em phải thực chiến thật là nhiều, chứ không phải là anh em vào đấu luyện là nó thành công gì đâu. Tại vì Zata đấy ạ, có rất là nhiều kiểu combo. Combo liên hoàn, combo cán mạng, combo để không bị sốc đam, hay đơn giản là combo chạy. Nó đủ kiểu cho anh em luôn anh em ạ. Ví dụ như là ở trong cái giao tranh nó đứng yên hay là nó tại vị như vậy đi, thì các bạn có thể là 2-3-3-0 hoặc là 2-1-3 đánh thường tiếp. Nói chung là rất là nhiều combo để ra ta anh em có thể nghĩ ra được và anh em có thể là áp dụng lý thuyết được. Nhưng mà khi vào thực tế thực chiến ấy, nó lại hơi hoàn toàn khác một chút. Tại vì khi các bạn mà bay vào combo đấy mà gặp kẻ địch toàn là Chrissy hất tung rồi Grab câm lặng theo choáng đấy, các bạn mà không combo nhanh đấy là lên bảng, là lên thớt ngay. Rồi, chắc là end video ở đây và có một chút giới thiệu về shop TNG nha các bạn ơi. Và các bạn khi đau đánh đấy gặp các tình trạng là búp hạ đánh các kiểu đấy, hãy cẩn thận nha anh em. Đen là lên thớt đấy. Đừng quên like và share cho nhiều bạn biết và tránh nhé. Muốn trang phục đẹp thì phải làm gì? Chúng ta phải có Quân Huy các bạn ơi. Vậy nên hãy tham gia ngay tngshop.vn, tham gia ngay vòng quay nhân phẩm tại mùa hè này, các bạn nhận hàng tá Quân Huy nhá. Ngoài ra có thêm cả vòng quay bingo của Free Fire, các bạn đừng bỏ qua. Đương nhiên rồi, nếu gặp bất kỳ sự cố gì ở trên shop đấy, sẽ được bồi hoàn lại 100%, anh em cứ yên tâm nhé. Rồi, chào tất cả anh em. Và đương nhiên rồi, trong mùa hè này đấy, đặc biệt là khi mà Covid đã bùng nổ trở lại, việc các bạn có thể ra ngoài mua thẻ, mua cạc để tham gia các event quà gián đấy, thì các bạn có thể tham gia vòng quay nhân phẩm Liên Quân mùa hè này. Các bạn để hết tiền rồi anh em ạ, không rút được. Hôm nay chỉ giới thiệu thôi anh em ơi. Các bạn có thể là quay rút và rút vật phẩm, rút Quân Huy. Các bạn là rút Quân Huy đấy, lựa chọn phần bảng giá này. Ví dụ như là 168, nhập tài khoản game và mật khẩu game vào. Nhớ là tài khoản game và mật khẩu game Garena nha anh em ơi. Bạn nào mà dùng tài khoản mật khẩu Facebook đấy thì hơi khó rút đấy, nên các bạn nào mà dùng Facebook mà rút được đấy, các bạn liên kết với tài khoản Garena và dùng tài khoản Garena để có thể đăng nhập và rút nhá. Ngoài ra các bạn chơi Free Fire đấy, đây hôm trước đấy Ad có gửi đến cho anh em là tặng cho một vài bạn 950 Quân Huy kim cương. Khi bạn nhập ID đấy thì chắc là để ở trong clip khác, hôm nay chỉ giới thiệu thôi. Một chút giới thiệu và các bạn có thể biết là khi các bạn nạp thẻ vào đây đấy thì các bạn phải chọn đúng mệnh giá. Ví dụ các bạn chọn 50k đấy, các bạn nhập 50k thì phải chọn đúng 50k. Nhiều bạn là nạp 100k nhưng lại ghi là 200k. Thành ra là shop chẳng nhận được tiền mà bạn lại mất thẻ oan. Rất là nhiều trường hợp như vậy và bản thân Ad đang phải gọi là hỗ trợ trực tiếp cho anh em và phải dùng tiền túi của mình để mà hỗ trợ phần nào cho anh em thiệt hại. Nên các bạn hy vọng là sau khi xem clip này đấy, các bạn có nạp vào đấy thì vui lòng nạp 100k thì chọn đúng 100k cho Ad. Nếu không thì Ad toàn phải bỏ tiền túi ra để mà hỗ trợ cho anh em, rất là khổ. Tại vì các bạn nạp sai đấy là nhà mạng ăn, là bên trung gian ăn, chứ không phải là bên shop và bên TNG ăn nhá. Và khi các bạn tham gia TNG shop.vn mà gặp sự cố đấy, đây, nhiều bạn gặp sự cố là liên hệ ngay Gmail của Ad khi mà nhân viên chưa hỗ trợ hoặc là các bạn chưa gửi nhân viên. Thì các bạn gặp sự cố đấy, ví dụ bạn ấy đi nạp 500k nhấn lộn thành 50k. Thành ra bây giờ là Ad đang phải trích lại và bỏ tiền túi ra để mà cố gắng hỗ trợ bạn ấy đây. Còn bạn Linh Uyên Sinh đấy, gửi cho Ad để hỗ trợ nhưng mà Gmail Ad bạn ấy đã đầy mất rồi, đầy thư mất rồi, không thể gửi cho họ được để mà hỗ trợ. Hy vọng là bạn ấy mà gặp video của Ad ấy, thì xóa bớt video, xóa bớt Gmail ấy nhá. Hay là đây, còn bạn gửi hỗ trợ cho Ad ấy, thì nhân viên họ mới cộng rồi nha. Ok, tức là trước khi các bạn gửi cho Ad để mà hỗ trợ đấy, thì các bạn vui lòng nhắn cho fanpage link ở phần mô tả cho nhân viên hỗ trợ trước.
Nhân viên mà hỗ trợ cho anh em chưa hài lòng đấy ạ. Các bạn mới gửi Gmail chat để hỗ trợ nhá. Gmail của S là hoangcanh2703 đó anh em. Gặp bất kỳ sự cố gì sẽ được trực tiếp bản thân S hỗ trợ và bồi hoàn lại cho anh em. Nên các bạn phải đọc chú thích hết sức cẩn thận. Nếu mà gặp sự cố đấy ạ, sẽ có bản thân S hỗ trợ trực tiếp cho anh em cơ hội nói chuyện với TNG đấy. Nếu thấy video hay và quick, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.